quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tọa lạc tại thị trấn Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long được các kiến trúc sư gọi bằng cái tên thân thương là vườn nhà ông Sáu Dân. Bởi đây không đơn thuần là nơi thành kính để tưởng nhớ về một nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, mà còn là một công trình văn hóa mở, thân thiện, gần gũi, là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, phù hợp với ý nguyện của Thủ tướng lúc sinh thời. Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt là điểm đến đầu tiên trong hành trình đến thăm các địa chỉ đỏ ở miền Nam của đoàn cựu chiến binh liên tỉnh thành. Với các thành viên đoàn, cuộc đời sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được biết nhiều qua truyền thông, sách báo, nhưng qua tái hiện nơi Bác từng làm việc, sinh sống, giúp mỗi người hiểu hơn về phong cách làm việc của vị Thủ tướng gần dân. Chúng tôi rất là cảm ơn công lao của đồng chí Võ Văn Kiệt cống hiến cho đất nước. Chính vì vậy cho nên hôm nay cả đoàn chúng tôi đến tưởng niệm cũng rất là vô cùng cảm động. Không gian và nói chứng tỏ rằng các đồng chí xây đã thấy được một cái chất gần gũi với quần chúng của đồng chí Võ Văn Kiệt, thể hiện được cái tác phong làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt trong lúc còn sống. Cũng vì lẽ đó mà khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt không chỉ là địa chỉ đỏ được các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, trường học trong và ngoài tỉnh chọn tổ chức hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, mà đây còn như vườn nhà quen thuộc mọi người dân đều có thể trở về. Cũng khoảng chắc 6-7 lần vậy. Tại bé thích coi cá rồi đi vòng vòng đó, mát mẻ, cây xanh rồi. Thì bé vui chơi rồi cũng thoải mái. Thì cái này là giống như nhà mình đấy. Sâu lắng. Thực ra mình đến đây mình cũng phải có những cái suy nghĩ, có những cái mà ghi nhận lại bậc tiền nhân. Là người lãnh đạo như bác cũng rất là quần chúng, bác cũng đồng cam cũng khổ như mọi người, xả thân vì cách mạng, cũng vì cái cuộc sống của chúng ta hôm nay. Năm 2019, khu lưu niệm đón trên 71.000 lượt khách đến tham quan, đó là chưa kể lượng khách tự do đến để thắp hương tưởng nhớ, để tham quan, thư giãn, vui chơi và để chiêm nghiệm về một con người, một nhân cách sống mẫu mực của một nhà lãnh đạo tài ba. Lúc thì nhộn nhịp, lúc thì yên ắng, nhưng hiếm khi khu lưu niệm vắng bóng người, chứng tỏ nơi đây đã sống thật sự trong lòng dân như cốt cách gần dân của Thủ tướng lúc sinh thời.